Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tự hào là đơn vị tổ chức hội nghị thường niên y học bào thai Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề bất thường tim bẩm sinh, từ chẩn đoán trước sinh đến can thiệp sau sinh, diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2023 tại khách sạn DU Hà Nội, Việt Nam. Hội nghị bao gồm 13 bài báo cáo đến từ các chuyên gia đầu ngành y học bào thai và sản phụ khoa trong nước và quốc tế. Xin trân trọng giới thiệu giáo sĩ Yvin, trưởng khoa sản và y học bào thai tại Bệnh viện Necker Enfant Malade và Đại học Paris. Tốt nghiệp tại Đại học Paris năm 1993, giáo sư Yvin có thâm niên gần 30 năm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực y học bào thai. Ông còn là giám đốc của chương trình thạc sĩ quốc tế chuyên ngành sinh lý bào thai và bệnh học bào thai và chương trình quốc gia chuyên ngành siêu âm sản phụ khoa. Giáo sư nổi tiếng với phát triển phương pháp phẫu thuật nội soi ít xâm lấn cho bánh nhau đơn của hội chứng truyền máu song thai. Tại hội nghị lần này, giáo sư Yvin sẽ chia sẻ kiến thức về 3 chủ đề: tiếp cận toàn diện trong quản lý trước sinh thai có dị tật tim trên thế giới, chiến lược quản lý sản khoa với các trường hợp thai có bệnh lý tim bẩm sinh, can thiệp bào thai các bệnh lý tim bẩm sinh và hướng dẫn thực hành trực tiếp về siêu âm khảo sát tim thai.